NLRI, liên quan vũ trụ kỷ nguyên mới, lớp 4. Công thức giảm cân. Thời gian thực hiện 3 phút 30 giây, một lần một ngày. Bước 1. Hợp nhất năng lượng gốc liên quan vũ trụ kỷ nguyên mới, lớp 4. Giảm cân 5 kg trọng lượng cơ thể. Bước 2. Hợp nhất, hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống 3 lần. Hình dung lần 1. Hình dung lần 2. Năng lượng từ ngoài không gian đi vào não bộ và vào toàn bộ cột sống 3. Bước 3. Hợp nhất, hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần giảm cân trên toàn cơ thể. Xóa tan lượng mỡ dư thừa, cơ thể thon gọn, săn chắc. Hình dung 3 lần. Hình dung năng lượng từ não bộ truyền tải đến vùng cần giảm cân, cần tan mỡ. Truyền tải đến vùng bụng, eo. Eo bụng săn chắc, thon gọn, tan tất cả mỡ thừa. Hình dung lần 1. Hình dung lần 2. Hình dung lần 3. Hình dung năng lượng từ não bộ đi đến cổ, cằm, làm thon gọn vùng cằm, vùng cổ, thon gọn săn chắc. Hình dung lần 1. Hình dung lần 2. Hình dung lần 3. Hình dung năng lượng đi đến vùng vai, cánh tay. Hình dung vai cánh tay thon gọn săn chắc. Cánh tay thon gọn săn chắc. Lần 1. Lần 2. Lần 3. Hình dung toàn bộ cơ thể thon gọn săn chắc. Mảnh mai xinh đẹp. Toàn bộ cơ thể thon gọn săn chắc, mảnh mai, xinh đẹp, khỏe mạnh. Hình dung toàn bộ cơ thể thon gọn, săn chắc, mảnh mai, xinh đẹp. Bước 4. Tập trung truyền tải năng lượng đến vị trí mình muốn, liên tục cho đến khi chuông báo chấm dứt. Lưu ý, có thể kết hợp tối đa 3 vùng trong một lần thực hiện hoặc toàn bộ cơ thể vừa hợp nhất vừa hình dung. Ví dụ, làm tan mỡ, giảm kích thước vùng bụng, hợp nhất 3 lần. Làm tan mỡ, giảm kích thước vùng cánh tay, hợp nhất 3 lần. Làm tan mỡ, giảm kích thước vùng đùi, hợp nhất 3 lần. Nếu giảm cân 3 vùng, thì hợp nhất tổng cộng 9 lần. Vùng lưng, vùng bắp chân, vùng nọng cằm, mỗi vùng hợp nhất 3 lần. Khi thực hành, có thể mở mắt hoặc nhắm mắt, giữ mình trong trạng thái tỉnh thức, điều phối năng lượng. Thực hiện công thức trong tư thế cảm thấy thoải mái nhất. Quan tâm đến cách ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập thể dục để có được kết quả tăng cân.
giảm cân như ý muốn.